Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tư vấn sản phẩm và dịch vụ của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Cuối năm là dịp các gia đình mạnh tay đầu tư mua sắm các thiết bị trong nhà, trong đó có TV. Một chiếc TV 4K hẳn nhiên là sự lựa chọn hấp dẫn không thể bỏ qua bởi nó được tích hợp các công nghệ hình ảnh và âm thanh tiên tiến bậc nhất hiện nay. Vậy chúng ta nên lựa chọn chiếc TV 4K nào giữa hàng trăm mẫu TV đến từ các thương hiệu? Ngày hôm nay Đức Hoàng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn top 3 TV 4K giá tốt chỉ trên dưới 10 triệu đồng mà quý vị không nên bỏ lỡ dịp cuối năm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Skyworth bước chân vào thị trường Việt Nam muộn hơn so với các thương hiệu khác như là Sony, Samsung hay LG với các lĩnh vực như là máy lạnh, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị an ninh và đã gặt hái được thành công với dòng TV màn hình siêu mỏng, chất lượng ổn, giá chưa tới 10 triệu đồng mà quý vị không nên bỏ lỡ dịp cuối năm 2019. Sản phẩm mà chúng ta nhắc đến ở đây là chiếc Smart TV 4K 55 inch Skyworth 55U5 có thiết kế siêu mỏng, chân đế thiết kế dạng chữ V úp ngược chắc chắn. Độ phân giải gấp 4 lần Full HD, hình ảnh trung thực, gam màu sống động, nhờ đó bạn có thể nhìn thấy cả thế giới với hình ảnh thật và sâu hơn. Công nghệ 10 bit panel tái hiện giải màu sắc mở rộng mượt mà hơn, công nghệ 4K engine xử lý hình ảnh hiệu quả tăng cường độ chi tiết. Bộ lọc nhiễu 3D giúp khử tình trạng nhiễu hạt hình ảnh chuyển động nhanh mà để những thước phim hành động gay cấn hơn. Chiếc TV Skyworth này sở hữu hệ thống xử lý âm thanh tiên tiến giúp mang đến chất âm chính xác chân thực, hiệu ứng mạnh mẽ, bao trùm không gian, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghe sống động hấp dẫn hơn bao giờ hết. Hệ điều hành Android 7.0 dễ sử dụng, thao tác mượt mà, kho ứng dụng giải trí đa dạng, đáp ứng nhu cầu dùng thoải mái cho từng thành viên trong gia đình bạn. Ngoài ra, TV cũng hỗ trợ tính năng tìm kiếm bằng giọng nói, giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh chóng dễ dàng hơn. Tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trong mùa giảm giá cuối năm 2019, chiếc Smart TV 4K 55 inch Skyworth 55U5 được bán với mức giá chưa tới 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn khi mua chiếc TV này còn có cơ hội nhận được một chiếc Toyota Wigo 24 chỉ vàng miếng 4 số 9, 100 loa xào bạc cao cấp. Ngoài ra thì MediaMart vẫn hỗ trợ khách hàng mua trả góp và áp dụng giảm thêm 5% khi khách hàng quét mã QR Pay. Chi tiết về sản phẩm cũng như chương trình khuyến mại đi kèm chúng tôi sẽ cập nhật ở đường link phía dưới video này. Nếu như trước đây TCL là thương hiệu TV được nhiều người ưu tiên nhất khi mua TV giá rẻ, thì trong những năm gần đây, các sản phẩm điện tử đến từ thương hiệu này không những đáp ứng được nhu cầu về giá mà chất lượng cũng được cải thiện nâng cao hơn rất nhiều, tuổi thọ sản phẩm vì thế cũng được nâng cao. Chiếc Smart TV TCL 4K UHD 55P65UF chính là một sản phẩm như thế. TV với thiết kế hiện đại tối giản đi cùng tông màu đen huyền bí sẽ là món đồ nội thất đắt giá cho mọi không gian trang trí nội thất. Viền màn hình mỏng đi kèm với kích thước màn hình lớn giúp bạn đắm chìm trong các chương trình giải trí trên TV. Độ phân giải Ultra HD 4K mang đến khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét. Công nghệ HDR tăng cường độ tương phản, độ sâu trên từng khung hình. Công nghệ Micro Dimming tinh chỉnh, tối ưu độ chi tiết cho hình ảnh. TV sở hữu loa xào bóc bao quanh, âm thanh vòng 5.1 tuyệt vời với bộ giải mã Dolby giúp tối ưu hóa chất lượng âm thanh của TV. Hệ điều hành tvOS dễ sử dụng, được trang bị sẵn các ứng dụng giải trí phổ biến như trình duyệt web, YouTube, Netflix, giúp bạn xem phim, nghe nhạc sau những giờ làm việc căng thẳng. Tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trong mùa giảm giá cuối năm 2019, chiếc Smart TV TCL 4K UHD 55P65UF sẽ được bán với mức giá khoảng 10 triệu đồng, chế độ bảo hành lên tới 36 tháng. Chi tiết về sản phẩm cũng như chương trình khuyến mại đi kèm, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ở đường link phía dưới video này. TV 4K LG thuộc phân khúc tầm trung cũng có chất lượng bền bỉ qua nhiều năm. Và chiếc Smart TV LG 4K 49 inch 49UM 7100 PTA ngay bên cạnh Đức Hoàng đây gây ấn tượng với người tiêu dùng bởi cạnh viền siêu mỏng kết hợp cùng chân đế kim loại hình chữ V úp ngược giúp cho thiết bị vững chãi trên mọi bề mặt sử dụng. Người dùng sẽ có được những trải nghiệm về hình ảnh ấn tượng và chân thực hơn với màn hình độ phân giải lên đến 4K, tấm nền IPS hiển thị màu sắc trung thực và cực kỳ chính xác. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ từ công nghệ 4K Active HDR cũng giúp tối ưu hóa mọi khung hình, giúp cho màu sắc và các chi tiết hiển thị được tốt hơn. Công nghệ 4K Cinema HDR sẽ giúp người xem đắm chìm cho không gian điện ảnh với các định dạng HDR khác nhau. Với bộ đôi Dolby Atmos và DTS Virtual X sẽ biến ngôi nhà của bạn thành một rạp chiếu phim đúng nghĩa khi có khả năng xử lý và truyền tải âm thanh HDR dành cho điện ảnh và âm thanh vòm đa chiều. Hệ điều hành webOS thân thiện dễ sử dụng. Với LG ThinQ AI, bạn có thể thực hiện rất nhiều điều dựa trên thói quen xem TV của bạn.
Tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt trong mùa giảm giá cuối năm 2019, thì chiếc Smart TV LG 4K 49 inch 49UM 7100 PTA này được bán với giá nhỉnh hơn 10 triệu đồng chút xíu sau khi trừ qua. Như vậy, theo như Đức Hòa nhận thấy thì đây là mức giá khá phải chăng rồi. Và quý vị đừng bỏ lỡ sản phẩm này nếu có ý định đổi mới chiếc TV của gia đình trong dịp cuối năm này nhé. Chi tiết về sản phẩm và chương trình khuyến mại đi kèm sẽ được chúng tôi cập nhật ở đường link phía dưới video này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm và dịch vụ của hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị còn băn khoăn hay cần được tư vấn thêm về sản phẩm, có thể truy cập vào website mediamart.vn hoặc thegioidienmay.com, cũng như gọi điện thoại tới số hotline quen thuộc 1900 6788. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.